một trong những hoạt động kỷ niệm 42 ngày nhà báo Việt Nam là hoạt động đồng diễn của hát xuân trường. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh, quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo trên toàn thể các em, chúng ta cùng hướng về 472 em học sinh khối tiểu học với tiết mục đồng diễn hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên sáng tác Hoàng Vân. Xin một tràng pháo tay dành cho các em. Xuân về.